chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua. Quy cơ dụng kết thuật chăm lo của chi phụ nữ nghèo. Không để người dân lo lắng về điện. Hamas đề xuất kế hoạch bảo đảm an ninh cho Gaza Thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ 14 khóa 2, nhiệm kỳ 2019-2024 là ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trên đại hội đại biểu Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ 3. Các tổ chức thành viên của mặt trận đã tập trung thảo luận, góp ý báo cáo tóm tắt các văn kiện trên đại hội đại biểu Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ 3, 2024-2029 gồm có báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc thị xã, báo cáo kiểm điểm của quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và ban thường trực quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã kiến tường khóa khai nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã khóa khai lần thứ 14 đã hiệp thương cho thôi tham gia thành viên quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã và bổ sung thay thế thành viên quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã kiến tường khóa khai nhiệm kỳ 2019-2024. Quỹ ban nhân dân thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật, triển khai pháp luật về thừa kế và tuyên truyền 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2024. Dự buổi sinh hoạt có gần 140 cán bộ công chức viên chức và người lao động tại các cơ quan ban ngành, đoàn thể thị xã cùng cán bộ công chức viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan đơn vị tỉnh trung ương đóng trên địa bàn thị xã đã cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Đại thắng mùa xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là đỉnh cao của trí tuệ, sức mạnh Việt nam. Tại buổi sinh hoạt ngày pháp luật, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn được nghe triển khai những trường hợp kế thừa theo pháp luật. Quỹ ban nhân dân huyện trong Thành tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ và bỏ phiếu xét đề nghị công nhận xã Hiệp Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Sau khi đạt xã nông thôn mới năm 2016, Hiệp Thành bắt tay triển khai thực hiện, đưa cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. Sau nhiều năm triển khai, dưới nhiều giải pháp đồng bộ, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển bền vững hơn. Nhận thức của người dân được nâng lên, mức thu nhập của người dân đến nay đạt 68 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%, hiện trên địa bàn xã chỉ còn 13 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,57%. Tổng nguồn lực để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là 214 tỷ đồng, trong đó dự đồng đóng hơn 70 tỷ đồng. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, các đại biểu đã thống nhất đánh giá xã Kiệp Thành cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục phát huy hiệu quả, Ban dân vận huyện ủy nước Quỵ vừa tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình dân vận khéo năm 2023 và phát động phong trào thi đua dân vận khéo năm 2024. Với nhiều cách làm hay, linh động, sáng tạo, năm 2023, các mô hình dân dựng khéo trên địa bàn huyện Đức Huệ đã phát huy hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh như bữa sáng không đồng, những tuyến đường kiểu mẫu, áo mới mùa xuân, phát triển kinh tế từ mô hình trồng rau nhút kết hợp nuôi cá. Đến nay, toàn huyện Đức Huệ đã có 73 mô hình được công nhận là mô hình dân dựng khéo trên 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có 20 tập thể và 20 cá nhân được Quỹ ban nhân dân quyền khen thưởng. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, trong những năm qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ quyền cực chủ tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thiết thực, đặc biệt trong việc tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bình dựng. Chị Trương Thị Lan, một tấm gương điển hình về hội viên phụ nữ nghèo vượt khó của xã Mỹ Lộc, huyện Cường Chuồng từ một hộ viên khổ nghèo không có việc làm ổn định, sau gần 5 năm, chị Lan đã phấn đấu có công việc ổn định, cho gần 4 công đất trồng rau màu, tăng nguồn thu nhập cho gia đình hơn 7 triệu đồng một tháng. Kỹ thuật canh tác thiết bị tưới tiêu cũng được đầu tư hơn nhờ giao nguồn vốn xoay dòng, cũng như nguồn vốn 50 triệu đồng từ ngân hàng cho sách xã hội tỉnh do hội liên hiệp phụ nữ xã hỗ trợ. Thì thấy cái nào mà nhắm mình làm được phát triển thì mình cứ làm thôi. Như Tết thì trồng dưa, hay ăn xong rồi chị làm dưa xong rồi chị bỏ bầu về, trồng bầu với bí. Thì mình đầu tư vô mình có cái nguồn vốn đó chị gắn những cái bé công nghệ mới đó Và chị làm mình cho nó uh, phát triển cho nó nó mau hơn từ lúc mà chị tiếp cận với uh, tham gia công tác hội phụ nữ á, thì chị học được uh, các uh, gọi là công nghệ mới rồi chị áp dụng vô quá trình trồng trọt của mình rồi uh, tiếp cận các nguồn vốn mà từ ngân hàng chính sách mà hỏi tuyên truyền thì bây giờ thì gia đình chị cũng đã có cuộc sống ổn định. Thống kê từ năm 2023 đến nay, toàn quyền gần Chùa có khoảng 300 phụ nữ là chủ hộ nghèo. Các cấp hội phụ nữ trong quyền hỗ trợ bằng đa dạng các hình thức, duy trì phát huy hiệu quả các tổ hợp tác, các tổ tiết kiệm, góp vốn xoay dòng, tổ phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế đã hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng cho khoảng 600 chị em phát triển kinh tế. Theo đó, giới thiệu việc làm chạy nghề với kinh phí gần 2,4 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ thiết thực đã góp phần thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp về giúp hộ viên phụ nữ nghèo thoát nghèo và công tác giảm nghèo chung của tỉnh. Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Long An tổ chức lớp tập quấn kỹ năng đón và phục vụ bữa ăn trong du lịch nông thôn tại huyện Tân Thạnh thông qua lớp tập quấn nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cho nhân viên trong việc đón và phục vụ bữa ăn trong du lịch, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sự chuyên nghiệp. Qua đây từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, hình ảnh điểm đến mang lại sự hài lòng của du khách khi tham gia các hoạt động du lịch tại địa phương. Chuyển sang thông tin khác, Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện trong mùa khô tháng 5 đến tháng 7 được dự báo tăng trưởng rất cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng các phương án ứng phó với mọi tình huống, kể cả tình huống xấu nhất, đảm bảo không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện. Để đảm bảo nhiên liệu than, nước, dầu khí cho sản xuất điện, các nhà máy nhiệt điện than mua tối đa than sản xuất trong nước, hạn chế tối thiểu mua than nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với các cơ quan vận hành hồ thủy điện tiết kiệm, giữ mực nước cao nhất có thể để đáp ứng cho các tháng cao điểm. Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn, có cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp máy, cơ chế chính sách phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, gian bờ. Thủ tướng cũng yêu cầu Trước mắt hoàn thành đường dây 500kV mạch 3, ra soát từng khâu, bảo đảm tiến độ, dứt khoát hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh giá điện phải phù hợp, không giật gục, có cạnh tranh lành mạnh và điều tiết của nhà nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị 12 về các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, trong đó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất kế chính phủ Thủ tướng trong tháng năm về gia hạn, thời hạn nộp thuế, giảm lệ phí trước bạ, ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Từ năm 2020, chính phủ nhiều lần cho áp dụng chính sách giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân doanh nghiệp qua việc trực tiếp giảm chi phí khi đăng ký quyền sở hữu ô tô. Việc này giúp kích cầu để người dân doanh nghiệp tăng mua sắm xe sản xuất lắp ráp trong nước. Từ đó, các nhà sản xuất có cơ hội tăng sản xuất lắp ráp xe mới đưa vào thị trường, đáp ứng nhu cầu nội địa hướng tới xuất khẩu sang khu vực ASEAN tại trường trung học phổ thông Tư Trụ, công an huyện Tư Trụ phối hợp các quyền đoàn tổ chức việc truyền luật an toàn giao thông năm 2024. Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được công an huyện Tân Trụ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, với nhiều hình thức nội dung phong phú, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và từng đối tượng qua chương trình này em đã rút ra được cái những bài học quý giá về cái công cuộc không gian giao thông. Em mong nhà trường là sẽ tổ chức những cái tuyên truyền như thế này nhiều hơn nữa để em có thể học thêm ạ. À. Buổi tuyên truyền đã cung cấp cho các giáo viên và học sinh nhà trường những kiến thức cơ bản về luật an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn. Theo thống kê từ cục an toàn lao động, bộ lao động thương binh và xã hội năm 2023, cả nước đã xảy ra hơn 7.300 vụ tai nạn lao động. Theo đó, thiệt hại về vật chất và tài sản cho tai nạn lao động lên tới hơn 17.000 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về vật chất là hơn 16.357 tỷ đồng và thiệt hại về tài sản là hơn 722 tỷ đồng. Về tình hình tai nạn lao động, khu vực có quan hệ lao động giảm về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người. Tuy nhiên, khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tăng về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người so với năm trước đó. Sáng nay, Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên Balikata năm 2024 với sự tham gia của khoảng 16.000 binh sĩ. Cuộc tập trận diễn ra tập trung ở khu vực phía Bắc và phía Tây của Philippines với sự tham gia của khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ và 5.000 binh sĩ Philippines nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó xung đột và chiến tranh. Nội dung diễn tập năm nay bao gồm các hoạt động giả định chiếm lại một hòn đảo, đánh chìm một tàu ngoài khơi, chiến tranh thông tin, An ninh hàng hải và diễn tập tích hợp phòng không và phòng thủ tên lửa của tập trận kéo dài đến ngày 10 tháng 5, còn có sự tham gia của binh sĩ Pháp và Australia, trong khi đại diện 14 quốc gia ở châu Á và châu Âu tham gia với tư cách quan sát viên. Lực lượng Hamas đã bày tỏ mong muốn liên hiệp quốc cùng một số quốc gia khác đóng vai trò đảm bảo an ninh cho giải Gaza. Trong một tuyên bố, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh cho biết, phong trào này luôn mong muốn Liên Hiệp Quốc, Ai Cập, Qatar, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và trong tương lai là Mỹ có thể đóng vai trò đảm bảo an ninh cho Gaza. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Israel đã không ngừng phản đối vấn đề này. Liên quan tới quá trình đàm phán ngừng bắn với Israel, ông Haniyeh cho biết, Hamas sẽ không trả tự do cho các con tin nếu Israel lại tiếp tục các hành động quân sự tại Gaza. Ông cũng khẳng định chính quyền Palestine sẽ phát triển chiến lược mới để bảo vệ các quyết định của mình một cách độc lập, đồng thời hướng tới một tầm nhìn của người dân Palestine. Trong khi đó, chính quyền Palestine cho biết có thể xem xét lại mối quan hệ với Mỹ sau khi nước này ngăn chặn nghị quyết về quy chế thành viên chính thức của Palestine trong Liên Hợp Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong đã lên tiếng kêu gọi hai cường quốc hàng đầu thế giới này phối hợp để cải thiện quan hệ, mặc dù vẫn còn nhiều vướng mắt trong nhiều vấn đề. Phát biểu tại một sự kiện ở trường đại học Harvard, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong khẳng định, Bắc Kinh mong muốn cùng Washington cải thiện quan hệ song phương theo hướng ổn định và bền vững. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, hai bên cần thiết lập những sự hiểu biết chung một cách đúng đắn. Đại sứ Tạ Phong cũng khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng là đối tác thân thiện với Washington, nêu rõ Trung Quốc không can thiệp vào công việc nội bộ cũng như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngoại trưởng nước này Anthony Lincoln sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tuần này để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Giới phân tích nhận định chuyến thăm này là nỗ lực của Washington nhằm quản lý có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung thông qua việc liên lạc chặt chẽ hơn để giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm của mọi bên. Khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết khi Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc đập bác kế hoạch cải cách y tế sửa đổi của chính phủ nước này. Trong một tuyên bố, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc khẳng định không thể chấp thuận kế hoạch sửa đổi của chính phủ do đây không phải là giải pháp mang tính căn bản. Tuyên bố cũng cảnh báo chính phủ Hàn Quốc chỉ còn một tuần để tìm giải pháp giải quyết bế tắc hiện nay. Theo đó, nếu chính phủ không nhận bộ, các sinh viên ngành y sẽ phải học lại một năm, trong khi giới bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện đa khoa trên cả nước sẽ đồng loạt từ chức vào ngày 25 tháng 4 tới. Nếu kịch bản này xảy ra, hệ thống y tế Hàn Quốc sẽ sập đổ. Doanh thu từ các loại thực phẩm bổ sung tại Nhật Bản đã giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước, sau vụ bê bối của hãng dược Kuya Bashi liên quan đến các sản phẩm chứa gạo men đỏ khiến 5 người tử vong và hơn 100 người nhập viện. Theo khảo sát mới đây do Intaste In thực hiện và công bố, doanh thu từ các thực phẩm bổ sung được quảng cáo là tốt cho sức khỏe trong tuần từ 25 đến 31 tháng 3 đã giảm lần đầu tiên trong vòng 11 tuần, xuống còn 870 triệu yên. Những sản phẩm có doanh thu giảm nhiều nhất là thực phẩm chức năng được quảng cáo là có công dụng giảm cholesterol, Tương tự sản phẩm có chứa gạo men đỏ của Kobayashi. Trước vụ bê bối này, thị trường thực phẩm bổ sung tăng cường sức khỏe đang phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi đại dịch Covid-19 làm tăng nhu cầu bồi bổ, nâng cao sức khỏe của mọi người. Riêng trong năm 2023, doanh thu của thị trường này tăng 16% so với năm trước đó, và đạt 49,1 tỷ Yên. Iraq vừa vận hành một nhà máy khử mặn mới ở tỉnh Basra, miền nam nước này. Nhà máy đi vào hoạt động giúp giải quyết tình trạng khan hiếm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và nông nghiệp. Nhà máy khử mặn Umkars có quy mô lớn hiện bắt đầu vận hành trạm khử mặn nước ngầm lấy từ giếng hoặc nước ngầm. Dự kiến khi đi vào hoạt động với 100 công suất từ tháng 6 tới, nhà máy này có thể sản xuất 1.000 mét khối nước sạch cho thị trấn Umkars tiếp cận nước sạch vốn là vấn đề cấp thiết từ nhiều năm nay ở khu vực này trong bối cảnh dân số tăng mạnh các hoạt động công nghiệp tăng trưởng liên tục như đậu tăng ô nhiễm đã khiến nguồn nước sạch ngày một trở nên khang hiếm những năm gần đây không ít gia đình đã phải rời đi nơi khác do thiếu nước hoặc phải mua nước với giá cao trung bình từ 10 đến 13 đô la mỹ mỗi tuần Quý vị chờ theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.